bây giờ đang kiếm dây, kiếm dây kiếm đồ để chuẩn bị đi nhá. Cái chạy vỏ này đi qua bên đó. Không chịu Huy thể hiện thôi thể hiện. Khi bắt xong thì bị đã bị con ong chui vào trong cái bộ đồ nghề này, nhưng mà may là nó không xích cho nhá. Chó này mặt rất là láo nhá, mặt mày rất láo nhá, thấy láo không? Láo cắn nó. Rồi mình sẽ đi về nhá. Gió sao lại can được có mấy con. Chào bà, cái áo ướt nhẹp luôn, nước là bỏ xuống đá ăn nước đó. Không nước thì ông kia ông con không lấy được thôi, chứ còn ông bà già thì lấy rồi đó. Rồi mình sẽ đi về nhé. Thank you.
Tình hình là đã đi bắt tổ ong về ngâm đã chết mỡ ong già đây. Ong già đây. Bây giờ con ong nhỏ đây. Giờ bắt đầu ngồi ra ong con ra. Hơi lửa ngang này rồi cứ cá chưa. Đúng rồi, nhưng mình ngâm nước mình bắt ong già mà. Đây giờ bắt đầu ngồi lặt nhá. Ong già ngâm rượu con ong con là sơi ăn đã lâu quá mấy ông quên ông mặn nữa hả. Ừ. Thôi thôi vậy.